5 triệu một con. 5 triệu một con. Đó, đẹp nha. 86 triệu con chó này. Ba triệu hai con chó này. Xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Lượng. Các bạn ạ, hôm nay thì Lượng đưa các bạn đi khám phá một cái chợ rất là đặc sắc, một cái chợ rất là nổi tiếng và rất là độc lạ ở trên Tây Bắc. Đó là chợ chó Bắc Hà của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Chợ ở đây thì họ bán rất là nhiều chó đẹp các bạn nhé. Những chú chó hơ mông bản địa ở đây họ buôn bán nhiều lắm. Giờ thì mình sẽ đi quay những con chó đẹp cho mọi người xem nhé. Ở trên này thì mỗi một phiên chợ ấy, thì người dân mang những con chó đẹp ra bán nhiều lắm các bạn. Chợ đây thì được họp vào sáng chủ nhật hàng tuần nhé các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ đưa mọi người cùng mình khám phá cái chợ chó ở trên này. Mình sẽ đi quay những con chó đẹp và hỏi giá chó trên này cho mọi người cùng tham khảo nhé. Mời các bạn đồng hành cùng mình nhé. Các bạn ạ, từ sáng sớm, từ lúc tờ mờ sáng gà chưa gáy thì cộng đồng người Mông ở trên này họ mang chó ra chợ để bán các bạn ạ. Ở đây, ở khu này thì các bạn có thể thấy này, chó rất là nhiều luôn, toàn là chó đẹp thôi. Mình thử hỏi giá xem. Chào chị nhá. Chó này mình bán thế nào đấy? Bán bao nhiêu ạ? $400 một con à? Ồ, đây có cô, có con chó đẹp thật. Chào cô nhá. Con này bán bao tiền đấy? 1.8 triệu à? À, con này 1.8 triệu cơ à? Đẹp nha, đắt nha. Thế con đen này thì bán bao nhiêu tiền? Con đen này thì bán bao tiền? Con này cũng 1.8 triệu à? À, hai con chó này giá đều 1.8 triệu. Bởi vì cái màu đấy là màu cực hiếm. Con này đẹp thật. Chào cô nhá. Con này mình bán bao tiền đấy? À, 1.500.000. Con này đẹp chưa? Chó xù lông. Đó. Con này bao nhiêu tiền em? 3 triệu con này. À, đắt nha. Con này 3.500.000. Wow. Chó trên này giá không hề rẻ các bạn nhá. Đó. Toàn vài triệu thôi. Ồ, con này đẹp thế. Con này bao tiền đấy chị gái? 2 triệu. Con này 2 triệu à? Con này bao tiền cháu? 700 à? À ha. Đó, tầm vài trăm đến vài triệu các bạn nhé. Thậm chí có những phiên ấy thì có những con có phải tiền chục triệu cơ các bạn ạ. Thì mình lang thang xem có con chó nào giá chục triệu không các bạn nhé. Mình vừa thấy con đắt nhất là 8 triệu rồi. À, đây hai con này đẹp thật. Đây, nhiều chó đẹp quá. Toàn chó đẹp rồi các bạn ạ. Mấy con này giá tầm bao nhiêu chị, ví dụ con to này này? À, 5 triệu một con. Đó, đẹp nha. 5 triệu một con các bạn. Lồng này chắc là con này đắt hơn đấy. Con chó này đẹp thế. Con này bao tiền đi anh? 4.5 triệu. 4.500.000. Lồng này con nào đắt đây? Đắt nhất này. À, đây là một đàn. Vâng. Đẹp thật. Còn con to này bao nhiêu tiền đấy ạ? 86 triệu. Rồi em quay tí. Kiếp. Cái này chắc là chó giống anh nhỉ? Ờ. 86 triệu con chó này. Kiếp. Nó hiền nhỉ? Hiền thật. Đẹp thế. À, con chó giống này là 86 triệu các bạn. Rất là đẹp. Minh. Nhiều đẹp quá. Chào anh. Chào cô em. Chào anh Thưởng. Gần núi Tây Bắc. Giờ này buôn bán được không anh? Không ăn thua cua. Trên đó. Chào người đẹp nhá. Mình đi tìm mua chó à? À, xem chó à? Mình chắc là giữa xuôi lên xem. À. Con này bán bao tiền đấy ạ? 2.2 triệu. À. À. Vâng. Còn con này bán bao tiền chị? 2.500.000. À, có huyền đề nhỉ? Huyền đề 4 chân luôn. Có mỗi một con nè chị. À, ok, cảm ơn chị nhá. Con này bán bao tiền đấy chú? Con này bao tiền nhỉ? 400.000 à? Đẹp nhỉ? Tiền thật. Bán cho chú đi. Bao tiền con này? Hả? 700 á? 500 bán không? 700 con chó này. Đẹp chưa? Chó xe này
giá nó đắt nhưng mà được cái là nó đẹp các bạn, nó hiền và nó rất là thông minh các bạn nhé. Đây thật là tuyệt vời, toàn là chó đắt thôi các bạn ạ. Những con chó đây thì có những con giá thành nó chỉ vài trăm thôi, nó phù hợp với túi tiền tất cả mọi người các bạn nhé. Đẹp nha. Con này bao tiền đây anh? Triệu tám cơ à? Ủa, con này là chó giống à? Này ba bó tiền đây, con chó to này này. 3 triệu à? Con này màu lông đẹp nhỉ? Con này bao tiền đấy? 3 triệu 2 con chó này à? Lý do tại sao nó lại đắt thế? Do màu lông nó lạ à? Lý do là màu lông nó lạ nên là cái này chó bản địa Bắc Hà chứ. Đẹp nhỉ. Ủa con này ngoan thế. Đẹp thế. Đẹp thật các bạn ạ. Rồi cảm ơn nhá. Đây các bạn thấy chợ chó thế nào. Đó, rất là tấp nập các bạn nhá. Người dân thì họ đến mua chó này, xem chó này rất là nhiều các bạn ạ. Toàn là chó đẹp thôi. Ở trên này thì bạn cái dọc đường này rất là đông người trao đổi buôn bán chó các bạn nhé. Con chó này ngoan thật các bạn ạ. Ngoan và đẹp ạ. Đây góc bên này có cả du khách nước ngoài đến đây tham quan cái chợ chó bên này nha các bạn nhé. Chợ chó này rất là đẹp và vô cùng là đặc sắc các bạn ạ. Cho bạn xem con chó 85 triệu này, rất là hiền các bạn nhé. Mấy con chó nhỏ thì chạy qua nó đâu không nghịch được. Về rồi thì thích kiểu quá, chở em được con chó đi Bắc Minh đâu. Đi Sơn. Cái chợ chó của chợ Bắc Hà này thì rất là đông, các bạn nhìn thấy này, đông chưa? Và cái phiên ngày hôm nay thì mình thấy có rất là nhiều chó đẹp nha các bạn nhé. Chó trên này thì đẹp và giá cả thì không đẹp một chút nào các bạn ạ. Có những con vài triệu, thậm chí là con trên chục triệu. Có những con mấy chục triệu rồi các bạn. Chứ có một con đấy, con chó giống mình vừa quay đấy, 80 mấy triệu rồi các bạn ạ. Chó không hề rẻ tí nào các bạn nhá. Vậy thì mình vừa đưa bạn đi khám phá xong cái chợ chó ở trên này. Giờ thì mình xin phép được kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Đượng trong ngày hôm nay nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.